Lực lượng chức năng đã phanh phui một đường dây nhập khẩu hàng Trung Quốc nhưng dán mác hàng từ các nước Đức, Ý rồi đưa vào siêu thị để lừa người tiêu dùng của công ty trách nhiệm hữu hạn Roman Việt Nam. Và hôm qua ngày 27 tháng 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu kinh doanh hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, yêu cầu tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc ra quân kiểm tra các cơ sở văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Roman Việt Nam đóng trên địa bàn. Tại thành phố Đà Nẵng, qua kiểm tra kho hàng của công ty này và các đại lý tại siêu thị, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tạm giữ 85 sản phẩm bếp đa năng, bếp hỗn hợp với tổng trị giá lô hàng theo giá niêm yết lên đến hơn 5 tỷ đồng. Tại Hà Nội, lực lượng liên ngành khám xét văn phòng, kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Roman Việt Nam ở khu vực đường Mễ Trì phát hiện 185 trên tổng số khoảng 2.000 sản phẩm của công ty Roman đã dán nhãn hiệu của Đức và Ý để chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ kho công ty trách nhiệm hữu hạn Roman Việt Nam đã khóa kho bỏ trốn. Cơ quan chức năng đã niêm phong kho hàng để tổ chức kiểm tra khám xét. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, từ năm 2008 đến nay, mỗi công ty trách nhiệm hữu hạn Roman Việt Nam nhập khẩu số lượng lớn bếp từ, bếp ga, máy xay tóc, v.v. từ Trung Quốc trị giá hàng trăm ngàn đô la Mỹ vào Việt Nam. Sau khi thay nhãn mác Trung Quốc bằng nhãn mác hàng hóa của Ý và Đức, công ty đưa vào bán tại các trung tâm thương mại, siêu thị ở nhiều tỉnh, thành phố và rao bán trên Internet, thu lợi chênh lệch cả chục lần mỗi sản phẩm. Hiện giám đốc của công ty là Nguyễn Thị Ninh và chồng là Nguyễn Huy Thọ đã bị lực lượng công an Hà Nội triệu tập lấy lời khai. Có thể lấy những ví dụ tiêu biểu về hành vi gian lận thương mại của công ty này như là bếp từ loại nhỏ hàng Trung Quốc chỉ có giá là dưới 5 triệu đồng nhưng mà công ty thay nhãn châu Âu bán 20 triệu đồng. Bộ bếp đa năng giá 10 triệu đồng được bán với giá là 60 triệu đồng. Được biết, bên cạnh việc dán nhãn mác của những thương hiệu nổi tiếng thì hiện nay còn có thủ đoạn khác là đăng ký nhãn hiệu trùng hay là na ná với tên thương hiệu nổi tiếng hoặc là móc nối với các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài làm hàng giả, nhất là hàng giả xuất xứ rồi đưa vào thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì còn có một dạng hợp thức hóa hàng giả, hàng nhái khá tinh vi là những lô hàng được đặt sản xuất giống mẫu mã hàng thật, sau đó đưa lô hàng đến một nước khác rồi lại nhập cảnh về Việt Nam bằng đường hàng không. Giá cả vì thế đổi lên rất là nhiều lần và đối tượng chịu thiệt rốt cuộc vẫn là người tiêu dùng. Do đó thì để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình thì người tiêu dùng chúng ta cũng nên hết sức là tỉnh táo trước những lời mời gọi có cánh về hàng nhập ngoại. Bên cạnh đó, trước khi mua một hàng gì thì chúng ta cũng nên vào trang web chính thức của nhãn hiệu đó để xem món hàng hóa của mình trước khi quyết định lựa chọn, quý vị nhé.